Sống an toàn. Sống an toàn. Sống an toàn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì rau củ quả trái mùa đã trở nên phổ biến ở hầu hết các siêu thị, cửa hàng nông sản chất lượng cao, thậm chí cả chợ dân sinh. Mức giá có thể cao hơn chính vụ, nhưng khi đã phổ biến đến các chợ thì đều ở mức bình dân cho người nội trợ mua và sử dụng. Tuy nhiên, có những băn khoăn về tính an toàn của những nông sản này. Phóng viên chương trình đã làm một cuộc khảo sát nhỏ để phần nào thấy hiểu biết của người bán hàng cũng như người tiêu dùng tới đâu. Chợ Châu Long, quận Ba Đình, Hà Nội nổi tiếng được giới sành ẩm thực tìm đến bởi thực phẩm ở đây tươi ngon và quan trọng nhất là không bao giờ thiếu thức gì. Giữa mùa hè vẫn đủ bắp cải, cà chua, còn giữa đông lạnh tê tái thì vẫn tìm được mớ muống sơ mới xanh non. Các chủ sạp ở đây hình như cũng theo chủ nghĩa duy mỹ khi khéo léo trong cả cách bày hàng. Cả dãy hàng rau quả đều tăm tắp với sắc màu xanh đỏ tím vàng xen kẽ. Hai khay cà chua, một căng bóng đỏ lịm đều tăm tắp. Khay khác kém đẹp hơn nhưng nhờ bàn tay sắp đặt vẫn hấp dẫn. Khách quen, khách lạ dừng mua đều được người bán tư vấn mua loại kém đẹp dù giá cả tương đương. Lựa chọn là ở khách hàng. Hàng Việt Nam mình không có một cái gì bảo quản. Để cái quả cà chua mà xem, nếu mà phải nước mưa 2 ngày là nó hỏng. Nhưng mà hàng tàu kể cả để hàng tuần cũng không ảnh hưởng gì luôn. Theo chị Thu Nga, tiểu thương lâu năm ở khu chợ này, rau củ quả nhập những năm trước được ưu chuộng vì giá cả phải chăng, mẫu mã thường rất bắt mắt và luôn tạo hấp dẫn khi xuất hiện trái mùa. Nhưng hiện nay, nhờ vào sự thông thương cũng như cải tiến phương thức sản xuất, những nông sản trước bị coi là trái mùa đã xuất hiện quanh năm. Không phải là mùa của nó nhưng mà trên Mộc Châu Sơn La người ta dồng nhiều cái cà chua này, bì xanh này đắt hơn so với chính vụ, thậm chí gần như là đắt gấp đôi. Trên nếu lạnh rời người ta cũng đầu tư là nhà lưới các thứ ấy, khí hậu nó mát hơn. Dưới xuôi mình thì là phải mùa đông, chất lượng hoàn toàn như ở dưới này luôn, thậm chí còn ngon hơn và chuẩn hơn. Trước lo ngại về việc sử dụng hóa chất bảo quản để đảm bảo mẫu mã trong quá trình vận chuyển, chị Nga với tay cầm hai quả cà chua từ hai khay khác nhau lên và khẳng định. Phải đóng sọt, đóng thùng nhựa ấy, tập trung các cái sọt nhựa to đóng vào xong người ta bảo quản nắp nước lên, trở về. Cũng hái như thế này bán luôn mà, ví dụ sáng hôm qua người ta hái, chiều hôm qua người ta chuyển về, sáng nay bọn em bán không phải ăn đồ dở toàn trứng cây ấy. Bác Mai Thúy, một khách hàng lâu năm ở khu chợ này, thong thả chọn nhặt những loại nông sản cần cho nhu cầu của gia đình. Cà chua là thức chọn sau cùng, nâng lên đặt xuống mấy lần, cuối cùng bác vẫn chọn ở khay được chị Nga giới thiệu là cà chua Mộc Châu. Tôi thì thường xuyên đi chợ cho gia đình nhưng mà không mua hoa quả trái mùa. Nó thường là rừng kích thích nhiều thì nó mới sinh trưởng được và đồng thời nó mới đảm bảo được đắp hai để không ngon. Nên là tôi hạn chế mua cho các cháu ăn. Cháu tôi nó lại kích thích ăn đậu sốt cải chua rồi thịt sốt cải chua, cho nên là cũng hay mua thế nhưng mà cũng hạn chế cho các cháu ăn lắm. Nghe người bán hàng họ nói bác yên tâm đi, rau củ quả trồng ở vùng mát cho nên là nó cũng phát triển tự nhiên nhiều. Nói gì thì nói kinh nghiệm dù sao nó cũng cứ phải có tí thuốc đảm bảo được cái sinh trưởng và giữ được lâu. Dẫu không biết đích xác loại hóa chất nào được sử dụng cho toàn bộ quá trình sinh trưởng, cho trái đến vận chuyển tới tay người tiêu dùng. Nhưng theo bác Thúy, nhiều người nội trợ vẫn truyền nhau kinh nghiệm khi chọn mua rau, củ quả, đặc biệt hàng trái mùa. Mua hoa quả trái mùa là tôi ví dụ như cà chua chẳng hạn là chọn các cái quả mà nó mỏng mỏng của nó, có nghĩa là vẹo hoặc hơi sâu. Chọn mua rau củ quả theo quan niệm cứ xấu, sâu thì an toàn lâu nay đã thành niềm tin của không ít người nội trợ. Nhưng tiêu chí an toàn thực sự cho nông sản trái mùa là gì thì lại cần câu trả lời từ những người có chuyên môn. Để hiểu hơn về những phương thức sản xuất tạo ra nông sản trái vụ cũng như những phương thức bảo quản đã và đang được áp dụng, phương thức sử dụng sao cho an toàn, phóng viên chương trình đã có cuộc trò chuyện cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Thị Thu Thủy, trưởng khoa Công nghệ sinh học, Đại học Mở. Xin chuyển tới quý vị thính giả. Thưa bà, nhờ sự phát triển của khoa công nghệ, rau củ quả trái mùa ngày càng đa dạng về chủng loại. Tuy nhiên, ở đây rất là nhiều người tiêu dùng băn khoăn về cái sự an toàn của người sử dụng. Bà có ý kiến gì về câu chuyện này? Rau quả trái mùa có hai cái quan điểm rất là rõ ràng. Quan điểm cũ thì mọi người cho rằng rau củ quả trái mùa thường là do tác động bằng các cái phương pháp tác động bằng hóa chất này, thu hái bằng quy trình công nghệ là thay đổi bản chất của rau củ quả trái mùa, và thông thường những cái sản phẩm đấy mọi người đều cho rằng là độc. Khi tiêu dùng mọi người rất là e dè, không có lợi cho sức khỏe. Nhưng trên thực tế những năm gần đây nhờ có khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ sinh học ứng dụng trong di truyền, trong chế biến, trong bảo quản, thay đổi về mặt tiểu khí hậu,
đối với cây trồng và vật nuôi. Cái sản phẩm trái mùa theo quan điểm mới hiện nay rất có lợi cho sức khỏe, mà thậm chí còn mang lại cái hiệu quả kinh tế rất lớn. Tôi lấy ví dụ như cái đất nước Israel, một đất nước sa mạc như vậy nhưng họ trồng được cả cây xoài, tạo ra được nho trái vụ. Nhưng họ trồng trong nhà kính, tạo ra một cái tiểu khí hậu rất phù hợp cho cây nho để phát triển giống như cây nho đúng mùa. Nhưng cũng có một băn khoăn đặt ra ở đây là thường là rau củ quả trái mùa, bà chia sẻ là chúng ta dùng cái tiểu khí hậu ở một nơi khác, nhưng cái quá trình bảo quản để vận chuyển tới những cái địa phương khác thì lại đặt ra câu hỏi về cái sự an toàn. Câu chuyện này ra sao thưa bà? Về vấn đề bảo quản đối với ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm lại là một cái ngành đang được ứng dụng với các cái sản phẩm sau thu hoạch rất là lớn để có thể vận chuyển hay là bảo quản qua thời gian dài ấy. Ngày xưa tôi thấy dùng hóa chất bảo quản kéo dài được thời gian sử dụng rất lâu, nhưng đi kèm với là độc tố, không có lợi cho sức khỏe. Giai đoạn hiện nay trong thời đại phát triển của công nghệ sinh học và công nghệ bảo quản sau thu hoạch của công nghệ thực phẩm, rất nhiều chế phẩm từ công nghệ sinh học làm từ vi sinh vật, thực vật và làm từ công nghệ gen để tạo ra các chế phẩm hoàn toàn có lợi cho sức khỏe để bảo quản, ví dụ như màng sinh học này, thì cái sản phẩm có thể bảo quản được rất lâu. Vậy thì bà có lời khuyên nào với người tiêu dùng trong cái việc mua và sử dụng những cái loại rau củ quả trái mùa sao cho an toàn và hiệu quả? Khi các bạn sử dụng rau củ quả trái mùa hoặc hoa quả trái mùa, việc đầu tiên các bạn nên xem xét truy xuất cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm bạn định mua. Nếu sản phẩm đã được đăng ký bảo đảm bằng một cái đơn vị do cơ quan nhà nước xác nhận về chất lượng của sản phẩm thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn yên tâm. Còn nếu những sản phẩm trôi nổi mà chúng ta không biết nguồn gốc và chúng ta cũng không hiểu rõ được đăng ký chất lượng sản phẩm của cái sản phẩm thì nên hết sức cẩn thận, bởi vì cái việc mà nhận biết bằng mắt thường giữa cái sản phẩm trái mùa mà đã được đảm bảo chất lượng với sản phẩm chưa đảm bảo chất lượng rất khó. Xin cảm ơn bà với những chia sẻ vừa rồi ạ.